Đà Nẵng có tiềm năng tự nhiên như diện tích lãnh hải thuộc chủ quyền rộng, nhiều nguồn thủy sản, nhiều bãi biển đẹp, có vị trí địa kinh tế và địa chiến lược rất quan trọng. Thành phố này có núi rừng, trung du, đồng bằng, biển và đảo. Theo đó, các nét văn hóa hình thành tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho Đà Nẵng. Sơn Trà, một vùng đất giáp Biển Đông ở phía đông và sông Hàn ở phía tây, đã góp phần quan trọng vào những tiềm năng và sự hấp dẫn đó. Trong quá trình Nam Tiến khai canh rồi định cư, người dân vùng đất Sơn Trà xưa chủ yếu cư ngụ sát chân ngọn núi này, núi Sơn Trà. Theo những ngư dân cao niên ở Sơn Trà, trong quá trình Nam Tiến, buổi đầu khai canh, khai cư, lập làng, lập ấp, người dân Sơn Trà, Đà Nẵng xưa vừa là tiểu dân, vừa là ngư dân, nên dân gian có câu hát về con người vùng đất này. Sớm mai lên núi đốt than, chiều về xuống biển đào hang bắt còng. Trước tiên là ở từ sắt bán đảo Sơn Trà, vì ông bà chúng tôi đó vào đó là dùng cái gần núi Sơn Trà để cho dân tạm làm biển, là làm nơi làm núi làm nông đều làm ở đó, nhưng sau thời gian ở trên đó không được thuận tiện nên chỉ dời về đây. Làng xã lớn dần, tư duy hướng biển định hình đậm nét, và cư dân Sơn Trà thuở ban đầu đến với biển cũng không nằm ngoài tâm trạng. Có chồng nghề ruộng em theo, có chồng nghề biển hồn treo cột buồm. Nhưng từ chỗ vừa làm nghề biển, vừa làm nghề đồng, nghề rừng, theo thời gian, phần lớn tiên dân ven biển Sơn Trà chuyển hẳn sang nghề biển, nghề sông. Khi chuyển hẳn sang nghề biển, gắn với biển, nên biển không còn là nỗi sợ mà trở thành nguồn sống, trở thành tín ngưỡng của ngư dân Sơn Trà. Cả một hệ thống miếu, am thờ hình thành tại các bãi bờ, ghềnh, mõm là nơi cư dân Sơn Trà thể hiện tâm linh, tín ngưỡng với biển. Hệ thống miếu am thờ ven bờ biển là nơi ngư dân Sơn Trà thờ vọng những đối tượng mà theo họ là những vị thần phù hộ cho họ dặm dài mưu sinh với nghề ăn sóng nói gió. Nếu mình lồm không khớ, mình cầu ông, cầu để cho ngư ông lồm biển khơi khô, để lồm cho giúp đỡ cho dân của mình để lồm ăn được. Cái mình cúng được là ông sẽ được để cứu giấc mình. Hồi xưa này là cái kiểu mà lồm hầu mới trừ xưa này là xưa rài là nay bất trước, con cháu theo đuôi sau đó thôi. Tín ngưỡng tâm linh nghề nghiệp thể hiện đối với cả một vùng đất mà theo những cư dân Sơn Trà là vùng đất thiêng, bãi buộc. Bãi buộc Sơn Trà, một địa danh gắn với câu chuyện ly kỳ. Ngày xưa, có một vị Bồ Tát Quán Thế Âm ôm Hồng Hài Nhi đi vào một bãi đất sát biển. Và cũng ngày xưa, có một pho tượng Phật trôi dạt vào bãi đất nơi đây. Dân chài ven biển Sơn Trà cho đó là điềm lành. Họ lập am thờ tự, và rồi Ngài Quán Thế Âm hiển linh giúp dân chài lưới làm ăn yên ổn. Từ đó người dân địa phương đặt tên bãi đất đó là Bãi Buộc, tức đất Phật, còn gọi là cõi Phật giữa chốn trần gian. Hình hài cụ thể của biển cá voi đã được ngư dân Sơn Trà thần linh hóa, không khác gì buộc, đó là ngài hay còn gọi là cá ông. Nghĩa địa và lăng thờ ngư ông, cá ông, ngài vẫn còn hiện hữu tại các làng chài xưa kia, nay là các vườn của quận Sơn Trà. Đây là một lăng thờ cá ông trong nhiều lăng thờ cá ông hiện nay được tu sửa trên địa bàn quận Sơn Trà.
Hài cốt cá ông được ngư dân cải táng đem về thờ phụng tại các lăng ông như thế này. Trước đây là dọc đây là toàn là bờ biển dân chài nó sinh sống ở đây. Dọc cái bờ biển từ Sơn Trà cho đến xuống tới Ngũ Hành Sơn thì cái làng nào cũng đều cũng có những cái lăng, lăng ông, lăng bà để thờ các cái ngài có vua, có voi đó bị trôi giạt vô. Thì dân làng ngư nghiệp là họ sống là họ rất là tôn thờ cái con cá ông đó. Lăng đi của Mỹ Khê, Phước Mỹ. Còn tên Măng Thái vẫn cũng có cái lăng, Thọ Quang cũng có cái lăng. Những ngày cải táng gọi là nghinh ông, ngày kỵ ngài thì cả làng đều tề tựu để tế cúng, vọng niệm hội hè. Đây là một lễ nghinh ông đã diễn ra tại vùng đất Sơn Trà. Thì đúng 3 năm. Nói chung là đoàn cũng tổ chức cái lễ này để do trước âm gì. Thì nói chung là cái tâm linh thì hầu trước thế này ông bà anh chị là cũng họ cũng nghĩ như vậy. Không riêng như bản thân tôi mà tất cả những người đi do như đưa vụ quyền cái phòng ngủ đó. Người ta đi xuống thuyền rồi là nhờ ông để đưa tới bên gì, tới đi ra tới nơi gì tới cháu. Đó là điều tốt nhất. Mà khi hoàn đoạn tới một con dây sáng gió mà dây bỏ tối rồi á, từ những người trong thuyền người ta cứ thắp ba nén nhang người ta cầu nguyện ở đây người ông để đưa người ta cho bánh lên bây giờ lúc nào người lúc nào cũng có tâm linh đấy. Hài cốt cá ông sau 3 năm được chôn cất tại nghĩa địa cá ông sẽ được người dân cất bốc cẩn thận, sau đó chuyển về lưu giữ thờ vọng tại lăng ông trong mỗi làng xã, bây giờ thuộc mỗi phường hoặc ly phường. Phong tục thờ cúng cá ông tức cá voi đã trở thành tín ngưỡng của người dân Sơn Trà từ xưa đến nay. Đây là phong tục cao đẹp của người dân Đà Nẵng nói chung, Sơn Trà nói riêng, thể hiện đạo lý nghề nghiệp, hàm ơn biển cả. Phong tục cao đẹp này trở thành truyền thống của người dân vùng biển Sơn Trà như một nét văn hóa góp phần tạo nên sự phong phú cho văn hóa biển Đà Nẵng. Phong tục tâm linh cao đẹp đó suy cho cùng là sự biết ơn, mong ước có cuộc sống an bình, no đủ, xã hội an vui. Theo cái phong tục tập quán của ông bà để lựa thì ông mà lì vô đây là cái diễm phúc của làng rồi. Dân làng luôn luôn là lo trong các đàng hoàng cũng được người mà được là phở phục chế để chế bằng sang điều này nè. Rồi đủ 3 năm rồi á là mới hốc ông là gì để đây mà luôn luôn là thờ phụng ông bà ông đó đó. Trong những ngày lễ nghinh ông, sau khi các nghi lễ được tiến hành, dân làng tổ chức hội hè, rước các cánh hát tuồng về hát cho vui làng, vui xóm. Cái truyền thống của tuy nhiên là dân làng từ trước tới nay tổ chức ở đây hàng năm á, là để cho bà con chúng ta cùng gặp mặt với nhau và sinh hoạt trong cái vấn đề là cái văn hóa của dân tộc và truyền lại những cái truyền thống cho con cháu sau này.
Ngoài lễ nghinh ông, nhiều phường trên địa bàn quận Sơn Trà hiện nay hàng năm đều tiến hành lễ hội cầu ngư vào mùa xuân để cầu cho trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền, ngư dân yên bình dặm dài mưu sinh trên biển. Đây là một trong những lễ hội cầu ngư của ngư dân Sơn Trà diễn ra tại khu vực trước đây là làng biển. Cũng về dự và đưa tin cho buổi lễ. Thay mặt ban Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ hội cầu ngư quận Sơn Trà năm 2016. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội năm 2016 nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển Sơn Trà, thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, bày tỏ khát vọng của ngư dân, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu mong cho trời yên biển lặng, tàu thuyền được thuận buồm xuôi gió, mùa màng bội thu, cuộc sống nhân dân được ấm no và hạnh phúc. Trên địa bàn quận Sơn Trà hiện nay, có nhiều ngôi đình làng cổ đã được trùng tu. Di sản đó trở thành biểu tượng tình cảm của người dân Sơn Trà. Đó cũng là biểu hiện sinh động cho việc gìn giữ di sản văn hóa cha ông của người dân Sơn Trà trong nhịp sống hiện đại hôm nay. Cái dãy đất ở đây gọi là dãy Bạch Sa. Ở vùng biển này thì dân làng sống bằng nghề chài. Dọc bờ biển thì có nhiều đình làng mà vẫn giữ lại cái tôn tạo của các cái tiền nhân. Cái đình làng này đã xây dựng cho đến nay là 446 năm, cũng hai lần thay đổi. Trước đây là dọc ở bờ biển, sau này mới vô đây là hơn trăm năm rồi. Ở trên quận Sơn Trà này có nhiều đình làng, mỗi làng đều có một cái đình làng. Dân làng tại đây để tập trung lại, để cúng bái, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cầu nguyện cho dân làng được bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đối với quận Sơn Trà thì hiện nay như vậy là có một cái di sản được công nhận cấp quốc gia, 7 di sản được công nhận cấp thành phố và như vậy có 13 điểm được đưa vào kiểm kê. Thì đối với các cái di sản trên địa bàn của quận Sơn Trà thì cái di sản cấp quốc gia thì chúng tôi có cái nhà thờ Tiền Hiền, làng An Hải và Thọ Ngọc Hồng. Đối với quận Sơn Trà thì có 7 phường, thì trong đó có 6 phường là ven sông ven biển. Và các cái phường thì đều có những cái đình làng được công nhận là những cái di sản văn hóa xã hội của cấp thành phố. Trong thời gian vừa qua thì năm 2006 thì chúng tôi có một cái đề án là bảo tồn, phát huy các cái giá trị vật thể và phi vật thể của quận Sơn Trà. Chúng tôi đã phát huy những cái giá trị mà được công nhận ở cấp quốc gia, cấp thành phố và kể cả những cái di sản mà hiện nay chúng tôi đang kiểm kê. Thì đặc biệt là cái lễ hội cầu ngư á, thì những cái chúng tôi tổ chức các hoạt động lễ hội cầu ngư. Bên cạnh đó chúng tôi vừa phần lễ truyền thống của địa phương thì chúng tôi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và chúng tôi cũng nâng tầm từ cái hoạt động của phường lên nâng tầm lên của lễ hội của quận. Và đặc biệt là từ khi mà có được
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thì cái việc tổ chức các lễ hội này chúng tôi tổ chức hết sức bài bản và được sự đồng tình ủng hộ của bà con ngư dân ở trên địa bàn của quận. Ra khơi thì cầu cho tôm cá đầy ghe, bình yên nơi biển cả. Nơi đất liền, người dân Sơn Trạo hôm nay cũng giữ những truyền thống làng xưa. Họ cùng giao lưu, cộng cảm quanh ngôi đình làng trong mỗi kỳ tế lễ long trọng của làng biển. Không những đình làng được trùng tu gìn giữ cùng với những thuần phong mỹ tục gắn với đình làng, mà quận Sơn Trà đã và đang đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển, tôn tạo các di tích lịch sử, các di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể khác. Trong đó có những di sản gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân Sơn Trà. Những di sản đó trở thành biểu tượng, địa điểm tạo sự gắn bó, lan tỏa những giá trị, những phong tục cao đẹp của cuộc sống. Hàng năm vào đầu năm mới thì chúng tôi bắt đầu tổ chức các cái lễ hội, và kèm theo sau đó là chúng tôi tiếp cận và được thành phố giao thì chúng tôi tiếp tục tổ chức các cái lễ hội suốt trong năm ở trên địa bàn của quận Sơn Trà. Và bên cạnh đó thì với cái lợi thế của Sơn Trà, với cái điều kiện của quận Sơn Trà thì thành phố cũng tổ chức rất nhiều lễ hội trên địa bàn của quận Sơn Trà chúng tôi. Chúng tôi cho đó là điều hết sức may mắn. Các cái hoạt động lễ hội này nó có ý nghĩa rất là thiết thực đối với người dân. Trước hết là nó vừa bảo tồn, phát huy được cái giá trị văn hóa của bà con, của các cái bậc tiền nhân trước đây đã gây dựng và đóng góp xây dựng đây. Bên cạnh đó là các cái lễ hội này nó cũng là một trong những cái hoạt động mà nó thu hút khách du lịch, đem đến cái những cái hoạt động về kinh tế kèm theo đối với người dân quận Sơn Trà. Và người dân quận Sơn Trà cảm thấy đây là một cái cơ hội để vừa bảo tồn nhưng vừa phát huy và được khai thác được cái lợi thế của quận Sơn Trà đối với các cái di tích ở trên địa bàn quận Sơn Trà. Những nét văn hóa mang màu sắc làng biển của vùng đất Sơn Trà đã được bảo tồn, tiếp thu, tiếp biến để tạo nên nét riêng có của Sơn Trà. Điều đó đã góp phần làm nên sự phong phú cho văn hóa Đà Nẵng nói chung, vùng đất núi biển và sông Sơn Trà nói riêng. Những giá trị văn hóa lịch sử quý giá lại được nuôi dưỡng, giữ gìn trong không gian có biển, có sông và núi rừng ôm ấp. Không gian đó là quà tặng vô giá của thiên nhiên đối với vùng đất Sơn Trà. Quà tặng vô giá của thiên nhiên sẽ được thể hiện trong tập tiếp theo của bộ phim này. Đừng có lấy hàng phao nhé. Được không? Đừng có lấy hàng phao nhé. Được không?